câu mà của Đức Thông Y Nguyễn Văn Thuận 25 ngày trước em đọc tiếng Việt mới sơ sơ thôi mà cái cuốn sách đó em đọc hết luôn. Những người lữ hành trên đường hy vọng. Và trong cái cuốn sách đó em đọc 20 mấy năm rồi mà em còn nhớ hai cái câu Ngài nói mà em nhớ mãi trong cuốn sách đó. Cái câu thứ nhất là Ngài nói nè: trên đường mình đi mà khi mà mình chiều hết tất cả mọi người, coi chừng chính lúc đó là mình đi sai đường. Thì có những người thương mình, ghét mình. Cái chuyện đó là giống như là bài phúc âm ngày hôm nay, Chủ nhật hôm nay sắp tới nè. Chúa gọi các thánh tông đồ đi từng hai người một và đi với đôi dép. Chúa cho cái instruction là đi bằng đôi dép với là cái cây gậy thôi. Bỏ hết tất cả là đằng sau. Và khi mà Chúa gọi mình là cái mission của Chúa chứ không phải là của mình. Đôi khi mình ra mình phục vụ mà mình có những cái kết quả nó đẹp thì mình phải cảm tạ Chúa chứ không phải là do mình làm ra. Mà nếu như mình có thiếu sót cái điều gì, mình phải xét lại mình đã làm hết mình chưa. Mà nếu như mình làm hết rồi mà họ không có hài lòng với mình á, thì mình cứ nói là để đó cho Chúa. Chúa nói là sao? Mình đi theo Ngài, mình làm việc của Ngài. Mà nếu như họ có kết án con là họ cánh tha chứ con không phải là của mình, thì đừng để cho những cái phục vụ của mình mà để cho những người khác nói những cái tiếng nói gì đó mà nó không có hài lòng với nhau, mình cũng đừng có nản lòng. Đó là cái câu của Đức Hồng Y. Nhớ rằng là khi mình đi mình chiều hết mọi người, coi chừng lúc đó ai mà cũng vui vẻ hết, coi chừng lúc đó mình đang đi sai đường. Và cái câu thứ hai anh còn nhớ trong cái cuốn sách đó, Ngài nói làm sao lúc mà Ngài ở trong tù ở Nha Trang, chàng Ngài bị bắt sau 30 tháng 4, thì trong cái nhà tù đó thì cái chuông nhà thờ kế bên ngay bãi biển á, cứ mỗi tiếng chuông mà nó reng á, nó rung lên á, Ngài đau lắm. Ngài nói: Chúa, tại sao con phải ở tù? Mà bây giờ con đang, giáo dân đang cần con, chúng sinh đang cần con, rồi các cha đang cần con, mà con ở đây con làm gì ở đây? Thì Ngài phải nói là Ngài rất đau khổ những ngày tháng trong tù lúc mà lần đầu ở Nha Trang. Thì trong những cái agony đó, những cái đau khổ cực cùng đó, thì Ngài mới cầu nguyện với Chúa. Thì có một cái tiếng nói của Chúa Thánh Thần nói với Ngài vậy nè: con chọn Chúa, đừng chọn việc của Chúa. Nếu như mà mình làm việc mà khi mà những cái lúc mà mình bị kết án, những cái lúc mà mình làm hết sức rồi, mà còn những cái sự mà ganh ghét bên ngoài, mình không có control được họ, thì những lúc đó mình phải xét lại là mình đã làm hết lòng, hết sức, hết theo thánh ý Chúa chưa. Và cái thứ hai mình phải xét lại, mình đang làm việc của Chúa hay là mình đang chọn Chúa. Hai cái khác nhau lắm. Có những người chọn Chúa nhưng mà không làm việc của Chúa. Có những người làm việc của Chúa mà không chọn Chúa. Thì mình phải hãy nhìn lại cuộc sống của mình. Khi Chúa gọi mình, mình có đặt Chúa trên hết mọi sự, mình có chọn Chúa không? Còn cái việc của Chúa, nó là chuyện nhỏ thôi.